Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chiếc đèn LED RGB cầm tay bỏ túi với mức giá là 4 triệu đồng. Chắc chắn các bạn sẽ bảo rằng tại sao cái đèn LED bỏ túi bình thường khoảng 500, 1 triệu hoặc 2 triệu thôi, nhưng cái này tới tận 4 triệu đồng. Vậy thì 4 triệu sẽ mang lại gì? Mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Chi tiết về mức giá của sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả để cho anh em tiện tham khảo nhá. Theo như ngày mình tham khảo gần nhất ở đây là khoảng tầm 4 triệu đồng cho phiên bản combo. Combo là gì? Các bạn sẽ có đầy đủ mọi phụ kiện đi theo cái đèn để chiếc đèn của chúng ta phát huy tối đa tác dụng của nó. Đầu tiên để mình cho anh em xem, đây là một cái đèn mình đã lắp đầy đủ phụ kiện lên. Bình thường các bạn thấy một cái đèn LED ấy, thì các bạn cùng lắm chỉ có cái phần LED đằng sau này thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với cái đèn này của mình thì mình sẽ có thêm những gì? Anh em nhìn mình cho các bạn xem này. Đây là tất cả những thứ mà mình đang có. Đầu tiên là một cái đèn bình thường, mình có thể gắn thêm một cái filter lên như kiểu là softbox của chúng ta, để cái ánh sáng của mình nó trở nên mịn hơn. Sau đó là các bạn muốn ánh sáng định hướng không bị tỏa ra xung quanh, mình có lưới tổ ong. À toàn gắn ngược, sorry anh em. Đấy, và cái việc gắn của chúng ta hoàn toàn là nam châm hết, không có khớp, không có gì cả. À về cái độ chắc thì đây, ê, tèn tèn tèn, các bạn thấy không? Mình không cầm vào thân đèn, lắc, đèn không có rơi. Và cuối cùng, đây chính là một cái miếng tản sáng gắn vào luôn. Đấy, trời ơi. Như vậy là mình đã có một cái combo đèn phải gọi là cực kỳ xịn sau khi mà mình đã gắn tất cả phụ kiện của mình vào. Bạn có thể là cắt bớt phụ kiện đi cũng được, nói chung là việc custom là hoàn toàn theo ý của bạn hết nhá. Ví dụ như ở đây mình muốn bỏ cái miếng tản này ra. Rồi, mình chỉ gắn mình cái ban đo này vào thôi thì mình có thể lấy ban đo mình gắn trực tiếp vào. Tất nhiên là cái đèn của mình nó sẽ mỏng hơn. Đấy. Thì nói chung là tùy theo việc các bạn muốn sử dụng ánh sáng như thế nào, các bạn muốn cái ánh sáng của mình sau khi đi ra cho mục đích gì thì các bạn sẽ gắn phụ kiện như vậy. Và có thể nói rằng cái việc đa dạng trong nâng cấp, thay đổi, chỉnh sửa phụ kiện sẽ là yếu tố đầu tiên các bạn nhận được khi chúng ta mua chiếc đèn này. Và nãy giờ từ đầu video thì mình chưa nói đây là đèn gì nhở, đọc tên đã nha. Đây là một chiếc đèn tới từ Jizun, đó là Fireray M20C. Với chiếc đèn này thì ngoài những phụ kiện này ra chúng ta còn gì không? Mời các bạn cùng mình mở thêm cái hộp này. Service card, sách hướng dẫn sử dụng. Đây là sách hướng dẫn sử dụng nhưng mà phiên bản sử dụng nhanh, đọc qua một cái để biết dùng thế nào. Khá là nhiều tư bóng, cái này mình bóc ra rồi. Ở đây thì mình đang có một cọng cáp. Cáp này của chúng ta thì sẽ là cáp C2C các bạn nhá. Như vậy là để hỗ trợ anh em vào sạc PD đây. Và cuối cùng không thể thiếu, đó là một chiếc túi. Cái túi này để các bạn có thể là bỏ toàn bộ cái đèn và phụ kiện của chúng ta vào, sau đó là các bạn mang đi, tránh cái việc là đèn bị va chạm chảy xước này kia. Tính ra là ổn phết đúng không? Và cái phần phụ kiện mở hộp thì nhanh chóng như vậy thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hơn vào chiếc đèn này. Với Jizun Fireray M20C thì các bạn sẽ có nhiều biến thể khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu các bạn đã mua chiếc đèn này, chúng ta nên cố một chút mua luôn cái phiên bản combo và là RGB như mình đang có, để chúng ta dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Còn nếu như các bạn mua những cái phiên bản thấp hơn thì các bạn cần phải xác định trước là mục đích của mình nó chỉ làm như vậy thôi. Các bạn không cần đèn đánh trang trí, các bạn không cần đèn màu này kia. Và đây bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem là cái đèn bên trong nó như thế nào nhá. Đây là mình đang có khá là nhiều phụ kiện xung quanh này. Đấy, từ từ nhấc ra. Thì đây là chiếc đèn của chúng ta. Thực sự là cái đèn nó chỉ như thế này thôi. Thiết kế phía mặt trước các bạn sẽ có bóng LED này. Phía mặt sau của chúng ta khu vực này là một viên pin có ghi là 20W. Phiên bản RGB thì có thêm dòng chữ này. Và đây là cái quạt tản nhiệt của chúng ta. Anh em thấy xịn không? Bình thường cái đèn của bạn đèn nhỏ làm gì có quạt tản nhiệt đâu. Nhưng cái này có quạt. Bởi vì công suất của cái đèn LED này nó lên tới là 20W. Trong khi những cái đèn LED cầm tay khác mà nhỏ thế này các bạn mua về 5W, 10W đúng không? Cái này 20W rất là sáng. Và đồng thời khu vực tản nhiệt của chúng ta nhìn thấy rất rõ những cái lá đồng ở bên trong. Điều này chứng tỏ là Jizun cũng khá là đầu tư cho việc tản nhiệt cho đèn. Nói về sạc lại, chúng ta có cổng Type-C nằm ngay ở khu vực phía trên này. Và cổng Type-C này sẽ là sạc PD. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một củ sạc nhanh có PD, các bạn cắm vào là nuôi được nguồn cho em nó. Như vậy cái việc cấp nguồn khá là dễ. Và đồng thời đèn cũng có pin các bạn nhé. Tí nữa mình review vụ pin sau. Còn về nút điều khiển của chúng ta, các bạn sẽ có hai nút chính ở đây. Nút bên trái là để các bạn đổi mode và bật đèn. Nút bên phải là để các bạn điều chỉnh lên xuống. Đấy, hai nút này đều có thể bấm vào trong được hết. Thì tùy cái việc các bạn điều chỉnh gì để chúng ta chỉnh cho nó linh hoạt khi mà dùng hai nút này.
Nhưng mà nói về nút nguồn của chúng ta thì có một cái mình rất thích ở Zhihun, đó là họ luôn cho người dùng một cái khóa an toàn, để nếu như các bạn có vô tình chạm vào nút nguồn cũng không có bật đèn lên nhầm cách. Ví dụ bây giờ mình giữ phím nguồn đi, đấy, nó sẽ báo mình là bây giờ phải bấm giữ phím nguồn nhanh, xong rồi giữ phím nguồn lâu mới bật được đèn. Thì các bạn bấm một lần, hai lần, đó, lần thứ hai các bạn giữ cho mình, lúc này đèn mới sáng lên. Ok chưa ạ? Thì đây là cách bật đèn của chúng ta nhé. Ui, sáng thật sự anh em, đang là 100%. À quên, đang là 60%, mình nhìn nhầm, do ánh sáng nó lóa mắt quá. Và như vậy là cái phần thiết kế của đèn thì nói chung là gọn nhẹ đúng không? Nhưng mà sau khi mình lắp vào đây xong ấy thì mình sẽ độ thêm cho em nó được rất là nhiều thứ. Đây anh em nhìn mình gắn vào này. Sau khi gắn vào xong thì mình sẽ có thêm một con ốc ở phía dưới này để mình có thể bắt trực tiếp lên chân đèn. Hay là những bạn nào chúng ta muốn lắp vào hot shoe ở trên máy ảnh thì chúng ta cũng sẽ có luôn một cái lẫy ở phía dưới để lắp vào hot shoe. Tuy nhiên thì phải lưu ý anh em là cái lẫy này nó chỉ làm bằng nhựa thôi, nên là khi các bạn lắp nhẹ tay một tí cũng đừng có giật mạnh quá, không lỡ có vấn đề gì thì hơi tiếc. Rồi là đồng thời với vỏ bảo vệ này, bạn sẽ có thêm ba cái khâu su nữa, trái một cái, trên một cái, phải một cái, để chúng ta có thể lắp thêm những cái phụ kiện như là micro hay là bất kỳ cái gì các bạn muốn. Nói chung là chỉ có một vấn đề phải lưu ý các bạn là toàn bộ cái phần bảo vệ của chúng ta là làm từ nhựa thôi, nhưng mà tất nhiên là thời gian vừa rồi mình sử dụng ấy, thì mình thấy rằng là nhựa này nó cũng chưa gặp vấn đề gì cả, chưa xứt sát gì. Và tác dụng cuối cùng là toàn bộ khu vực này sẽ là nam châm, để bạn có thể gắn cái đèn này lên bất kỳ khu vực nào có sắt, có kim loại mà chúng ta không cần mao, không cần giá đỡ gì. Thì đây cũng sẽ là một cái tiện lợi khi chúng ta đi quay ở ngoài đúng không? Với những cái set quay ở ngoài thì làm sao lúc nào cũng câu cái chân ra để cái này cái kia được. Thì bây giờ bạn chỉ cần đơn giản gắn pặc một phát vào là xong. Như vậy là chúng ta đã nói xong về mặt thiết kế. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đi vào thực tế trải nghiệm xem ánh sáng ra từ chiếc đèn này như thế nào. Đầu tiên là thử chiếc đèn của mình không lắp bất kỳ phụ kiện gì nhá. Bây giờ mình sẽ bật lên ở mức 50%. Wow, 50% thôi, để như thế này đã thấy đủ sáng rồi anh em ạ. Lên 100 thì sao? Ai chà chà, chói mắt nha, chói mắt nha. Đây, mình cho các bạn xem, đây là 100% độ sáng, tức là tương đương mức 20W của chiếc đèn này. Và hiện tại mình đang sử dụng pin, mình không có cần cắm điện cho đèn đã đủ sáng như thế này rồi. Mình thấy rằng với những cái shot đi quay vlog ở bên ngoài thì các bạn thường để đèn như thế này đúng không? Và hiện tại mình đang mô phỏng luôn nên là mình cầm tay. Chứ còn các bạn thấy là khi chúng ta đi ra ngoài quay dùng những cái đèn nhỏ có bao giờ bạn để quá xa đâu. Nên là với cái mức sáng này các bạn cảm thấy hài lòng hay không? Nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Thêm nữa là chiếc đèn này sẽ có một tính năng mà trước giờ các bạn thường chỉ gặp ở trên những chiếc đèn lớn hay là đèn trong studio. Đó là điều chỉnh thông số GM. Mình chỉnh thử các bạn xem này. Đó, anh em thấy không? Ánh sáng lạnh hơn, xanh hơn. Bây giờ ánh sáng của mình nó lại thay đổi rồi, nó lại tím hơn. Hay không? Tính năng này chắc chắn là các bạn sẽ thấy rất ít ở trên những đèn nhỏ thế này. Còn với bản thân mình là mình chưa thấy ở trên một cái đèn nào cả. Và đây cũng là một điểm tạo nên sự đáng giá của em nó. Bây giờ thì mình sẽ lắp dần phụ kiện vào để các bạn thấy sự thay đổi của ánh sáng nhá. Đầu tiên là mình sẽ lắp thêm cái filter này vào. Ồ, lắp vào một cái lập tức khi mình nhìn vào đèn mình đã cảm giác mắt mình đỡ nhức hơn rồi. Và tất nhiên là ánh sáng ở trên mặt của mình nó cũng sẽ mịn hơn, nó đều hơn. Nhưng mà như các bạn để ý là ánh sáng có len ra xung quanh của mình đúng không? Thì giờ mình sẽ lắp cái này vào. Đấy, lưới tổ ong đàng hoàng luôn. Rồi, gọn hơn chưa ạ? Ánh sáng chỉ còn ở trên mặt của mình đúng không? Đây, mình di chuyển cho anh em xem. Tiếp tục, giờ mình lắp tới ban đo. Cái ban đo này mình nghĩ là dùng hợp lý nhất nếu như các bạn dùng cái đèn này đánh ven. Bởi vì nó sẽ giúp ánh sáng gần như không lem linh tinh ra ngoài. Đây, đây là khi mình cho thêm ban đo vào. Chỉnh sáng, mở ra. Ok ha. Thì đây là những cái review gọi là chân thực nhất của mình để cho các bạn thấy được đèn này khi sử dụng thì các bạn sẽ nhận được gì. Còn tất nhiên là trong thực tế dùng của anh em ấy, các bạn sẽ nghĩ ra rất nhiều thứ nó hay hơn, nó hữu dụng hơn mình. Mình thì hiện tại là làm đồ chủ yếu về mặt công nghệ, nên là những cái mình chia sẻ với các bạn nó sẽ xoay quanh spec của cái chiếc đèn này. Nó sẽ xoay quanh là đèn này có gì, có thể làm được gì với những cái mà thông số đó. Thì đấy là cái chủ yếu anh em nhá. Và nếu các bạn có quan tâm cái phần gì của chiếc đèn này, các bạn cứ để ý kiến ở phần bình luận. Mình sẽ đọc ý kiến của anh em để từ đó là mình cải tiến cái review của mình được đầy đủ hơn. Tiếp theo là tới phần những tính năng mà chiếc đèn này mang lại. Thì cái đầu tiên đó là một chiếc đèn nhỏ nhưng có hỗ trợ các bạn kết nối với app nhá. Anh em chỉ cần tải ứng dụng của Zhihun về ở trên điện thoại thôi, giống như mình đang có ở đây, là các bạn sẽ kết nối với đèn và điều khiển được chiếc đèn này trực tiếp ở trên smartphone. Đó là cái hay đầu tiên. Bây giờ tới cái hay thứ hai này, đó là mình sẽ đổi màu, đổi chế độ để các bạn xem đèn này có thể làm được gì. Bấm cho mình cái nút nguồn cũng như là chữ M ở đây đấy, để các bạn đổi sang chế độ nhá. Đây là mình đã ở chế độ đánh đèn màu theo dạng độ và bây giờ thì mình đang để độ sáng là 100%. Mình sẽ bắt đầu điều chỉnh dần các bạn nhé. Bây giờ mình thấy là độ màu của mình đang là 6 độ. Mình sẽ tăng dần lên. Đấy, anh em nhìn cho mình ở phần này. Bởi vì là mình không có biết demo ở đâu nên mình để thẳng đây luôn. Đấy, xanh này,
mình sẽ chỉnh đi. Đây là mức màu 130 độ, chúng ta đang có màu xanh này. Đây là mức 180 độ các bạn nhá. Và hiện tại thì quạt ở đằng sau của mình cũng đã chạy rồi này. Đấy, có gió nhẹ nhẹ ra ở đây nhưng mà quạt này êm lắm, gần như là không nghe thấy gì cả. Đây là mức màu 250 độ và đây là mức 350 độ. Rồi, demo màu như vậy thôi. Tiếp tục bấm vào chữ M để đổi sang chế độ tiếp theo. Chế độ tiếp theo này thì mình sẽ tùy chỉnh màu sắc thông qua việc điều chỉnh 3 thông số là R, G, B. Các bạn sẽ chỉnh 3 thông số này bao nhiêu phần trăm thì màu sẽ ra tương ứng như vậy. Hiện tại màu của mình bây giờ là 100% G và 100% B. Mình sẽ tăng R, nó tăng red lên nhé. Đấy, mình tăng red dần lên cho các bạn xem. Red của mình đang là 100%. Khi phối 3 màu này ở 100% thì mình có màu trắng. Ok, chính xác. Hiện tại là mình đang giảm màu G xuống nhé. Đấy, ra được màu tím rồi. Mình đang để G là 30%. Giờ cái thông số B mình giảm 50% đi. Vậy là mình đang có một cái màu nó hồng hồng nhờ. Hiện tại thông số của mình đang là R 100%, G 30% và B là 50%. Cái này thì mình không thông thạo lắm, mời anh em tiếp tục nghiên cứu. Rồi, chế độ tiếp theo. Đây là chế độ giả lập gọi là police car, tức là xe cảnh sát. Nó sẽ nháy nháy kiểu như thế này. Bạn có thể điều chỉnh các chế độ khác, disco này, hay là firework là pháo hoa của chúng ta. À, hay phết nhờ. Khi mở pháo hoa rồi thì mình có thể chỉnh được độ sáng cao lên, cái độ sáng kia thấp quá. Đây, đây là 100% độ sáng của mình. Nếu như bạn muốn đổi màu liên tục ấy, thì ở trên đèn có chế độ gọi là Hue Loop. Đây là mình đang sử dụng này, nó sẽ tự động thay đổi màu liên tục. Và để chỉnh tốc độ thì các bạn chỉ cần xoay cho mình cái núm M thôi. Các bạn xoay xuống phần speed, sau đó bạn tăng lên. Ví dụ mình tăng speed tối đa đi. Đó, đổi liên tục như kiểu đèn vũ trường luôn. Và chúng ta đến với chế độ cuối cùng, đó là chế độ nháy theo nhạc. Ở trên chiếc đèn này còn được trang bị luôn một cái microphone nhỏ để có thể nháy theo nhạc mà không cần bất kỳ phần mềm hỗ trợ, không cần điện thoại, không có cái gì hết nhá. Bạn chỉ cần vỗ tay theo nhạc là được. Này, mình vỗ thử này. À, vui không anh em? Bình thường nó sẽ nháy theo đúng cái giọng nói của mình, còn khi mình vỗ tay nó cũng sẽ theo tiếng vỗ tay của mình luôn. Và việc các bạn làm chỉ đơn giản là bấm phím M này đổi tới khi nào chơi chế độ Music là thôi. Còn nếu như ở chế độ Music rồi, bấm M thêm một lần nữa thì bạn sẽ vào cho mình cái chế độ cài đặt của đèn nhé. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau xong cái phần các tính năng cũng như trải nghiệm chiếc đèn này. Và hãy cùng mình đến với phần cuối cùng, đó là hoạt động và pin. Sau một thời gian dài mình trải nghiệm cái đèn này thì mình thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể cắm đèn và hoạt động liên tục trong khoảng 1 tiếng, thậm chí là 2 tiếng đồng hồ mà hiện tượng overheat không có xảy ra ở trên Fireray M20C. Mình đã thử trong cả hai trường hợp, một là mình sử dụng để làm đèn đánh chính, tức là CCT 5600K của chúng ta, hay là mình sử dụng để làm đèn đánh ven là đánh RGB, thì hai trường hợp này đèn đều đáp ứng tốt. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì mình thấy rằng có một điểm phải lưu ý các bạn, đó là về cục pin của chúng ta. Theo nhà sản xuất đưa ra thì pin này có thể giúp cho đèn hoạt động liên tục trong vòng 40 phút ở mức 100% độ sáng. Nhưng mà theo trải nghiệm thực tế của mình thì chỉ khoảng hơn 30 phút đèn sẽ tự động tắt. Không phải tắt vì hết pin mà tắt vì viên pin này bị quá nóng. À, cái điều này nghe lạ đúng không? Mình cũng khá là bất ngờ tại sao lại có chuyện pin bị quá nóng. Nhưng mà khi mình sờ vào pin thì mình thấy nó cũng hơi nóng thật. Tức là cái đèn của chúng ta có cảm biến ở pin và khi hoạt động được hơn 30 phút, viên pin này nó sẽ bị quá nhiệt và tự tắt cái đèn này đi. Còn nếu như các bạn để độ sáng thấp hơn, tất nhiên thời gian sẽ dài hơn. Nhưng mà cách khắc phục tình trạng này đó là các bạn cắm điện vào cho mình. Khi chúng ta cắm nguồn vào, lúc này đèn không có sử dụng pin nữa, nó sẽ tiếp tục sáng và có thể hoạt động liên tục từ 1 tới 2 tiếng đồng hồ. Như vậy là quạt của chúng ta ở đây đã rất hiệu quả, giúp cho cái phần mắt LED này được tản nhiệt liên tục và nó không bị quá nhiệt trong toàn bộ quá trình sử dụng. Và đồng thời nãy giờ mình có nói một vấn đề, đó là cắm sạc, thì các bạn có thể an tâm vừa cắm sạc vừa sử dụng không sợ quá nhiệt nhá. Để chúng ta có thể chốt lại video này thì mình xin tổng hợp lại những cái điểm đáng tiền của chiếc đèn 4 triệu này. Thứ nhất là các bạn có rất nhiều phụ kiện. Thứ hai là khả năng tùy biến cũng rất là cao, gắn thêm mọi thứ đầy đủ thoải mái luôn. Thứ ba, cái đèn này có app. Thứ tư là cái đèn này hỗ trợ các bạn tinh chỉnh màu cực kỳ sâu. Chúng ta không chỉ là chuyển sang đèn RGB, không chỉ là các bạn có chỉnh nhiệt độ màu, mà chúng ta còn có thể điều chỉnh được cả thông số GM để cái ánh sáng của bạn ra theo đúng như các bạn mong muốn. Và bạn có thể kết hợp nhiều đèn này lại với nhau được, bởi vì chúng ta có app trên điện thoại mà. Đồng bộ các đèn với nhau bấm tạch một cái. Ơi, xịn chưa anh em? Cái gì cũng có giá của nó hết. Và các bạn thấy sao về chiếc đèn này thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.